Hồi sinh khi về V-League, Đặng Văn Lâm trực tiếp khuyên nhủ Quang Hải điều không ngờ thầy Park đồng ý cả hai tay. Dù đã trải qua quãng thời gian dài không thi đấu, nhưng mà khi quay trở lại Việt Nam, khoác áo của Bình Định, Đặng Văn Lâm ngay lập tức đã chứng minh được giá trị của mình. Thủ môn số 1 của đội tuyển Việt Nam giữ sạch lưới cả hai trận bất chính, giúp cho Bình Định thắng 3-0 đội ở đầu bảng V-League 2022 và loại Viettel ở cúp quốc gia sau loạt sút luân lưu. Mới đây, Đặng Văn Lâm đã có những chia sẻ về khó khăn 2 năm ở Zero Osaka trước khi quyết định trở lại Việt Nam. "Tôi biết khoảng thời gian ở Nhật Bản tại Zero Osaka, tôi không có cơ hội thi đấu nhiều, nhưng đổi lại, tôi đã tích lũy được nhiều bài học kinh nghiệm quý giá, cải thiện bản thân, phấn đấu, học hỏi, trau dồi kinh nghiệm cho bản thân." Sau khi Đặng Văn Lâm về nước, Quang Hải đã trở thành cầu thủ nam duy nhất của bóng đá Việt Nam và đang chơi ở bóng đá nước ngoài. Trong khi đó, đại diện bóng đá nữ thì có Huỳnh Như vừa cập bến với câu lạc bộ Lech FC của Bồ Đào Nha. Cả hai ngôi sao này thì đều đối mặt với những thử thách rất lớn tại châu Âu. Nói về việc xuất ngoại của cầu thủ Việt Nam, Đặng Văn Lâm chia sẻ: "Sau gần 2 năm ở Nhật Bản, tôi đã có những học hỏi rất lớn trong sự nghiệp thủ môn. Thật sự mà nói, những cầu thủ như tôi khi mà được ra nước ngoài chơi bóng, vượt qua khỏi vùng an toàn là một sự nỗ lực rất lớn. Bản thân tôi hạnh phúc khi mà đã vượt qua điều đó. Tôi mong muốn sau này ngày càng có nhiều cầu thủ Việt Nam được ra nước ngoài chơi để phát triển sự nghiệp. Tôi cũng mong bạn bè, người hâm mộ, người thân của những cầu thủ đó ủng hộ, động viên những cầu thủ để họ có thêm động lực, phấn đấu nhiều hơn khi thi đấu ở nước ngoài." Thông điệp từ Đặng Văn Lâm, người có đến gần 4 năm chơi bóng ở nước ngoài từ Thái Lan cho tới Nhật Bản, sẽ là một lời khuyên bổ ích dành cho Quang Hải. Ngôi sao sinh năm 1997 đang gặp khó khăn tại PFC, nhưng người hâm mộ vẫn tin tưởng anh có thể sớm hòa nhập và tỏa sáng, lập kỳ tích cho bóng đá Việt Nam trên đất Pháp. Quang Hải cũng có tên trong danh sách đội tuyển Việt Nam sau đợt tập trung tháng 9 và sẽ lên đường dưới PFC khi mà vòng thứ 9 League 2 khép lại. Về phía Đặng Văn Lâm, phong độ cực kỳ ổn định của anh là một tín hiệu tích cực dành cho huấn luyện viên Park Hang-seo. Nếu tiếp tục duy trì phong độ này, không bất ngờ khi mà huấn luyện viên Park sẽ trao cho anh vị trí bất chính ở AFF Cup 2022 sắp tới. Giải đấu mà đội tuyển Việt Nam rất khát khao giành lại ngôi vương từ tay Thái Lan. Hành quân tới sân của Lava, đội bóng thì cũng không có được phong độ cao. PFC cuối cùng cũng đã có chiến thắng đầu tiên ở League 2 mùa này. Thắng lợi với tỷ số 1-0 trên sân khách giúp cho đội bóng của Quang Hải tạm thời thoát khỏi vị trí cuối bảng với 7 điểm sau 8 vòng đấu. Tuy nhiên, đây là trận thứ 2 liên tiếp Quang Hải không được chơi phút nào cho PFC. Trận đầu không có Quang Hải, đội chủ sân Nottingham kiếm được 4 điểm với 1 thắng 1 hòa. Trong khi đó, 6 trận trước Quang Hải ra sân, PFC chỉ giành được tổng cộng 3 điểm. PFC đang tiến bộ rõ rệt kể từ khi huấn luyện viên Didier Thorlot chuyển sang sơ đồ 5-3-2. Khi đó, khu vực trung tuyến sẽ là sự xuất hiện của bộ ba tiền vệ, đó chính là Binus, Henry Savet và Omedia. Trong đó, Binus và Henry Savet đã có tới 5 trên 6 bàn thắng của PFC trong mùa này. Điều này khiến cho cơ hội ra sân của Quang Hải ngày đang càng nhỏ lại. Ở những phút cuối cùng của trận đấu Lava, huấn luyện viên Thorlot đã quyết định tung ra Banus Muna tung vào sân thay cho Quang Hải để gia tăng sức mạnh tấn công. Cuối cùng, tiền vệ này đã tỏa sáng khi mà ghi bàn thắng cho trận đấu. Ở những vòng trước, huấn luyện viên Didier Thorlot đã sử dụng sơ đồ 4-2-3-1 và Quang Hải thường được sử dụng ở vị trí hậu công và tiền vệ lệch trái. Tuy nhiên, khi mà chuyển sang đá 5-3-2 thì Quang Hải không thể xếp đá với vai trò là chạy cánh của các hậu vệ biên. Ở hàng tiền vệ, Henry Savet đang có phong độ quá cao và được tin là dùng ngay sau khi mà cặp tiền đạo của PFC là Zutatra và Pape. Quang Hải có lẽ thì vẫn đang phải chờ cơ hội của mình trong những trận đấu tiếp theo, nhưng chắc chắn vẫn có thể là từ băng ghế dự bị. Khoảng thời gian tiền vệ sinh năm 1997 trở về phục vụ cho tuyển Việt Nam ở các trận giao hữu FIFA Day và đây là một cơ hội rất tốt để anh lấy lại cảm hứng chơi bóng. Cuối năm 2022, bóng đá Việt Nam sẽ tham dự đấu trường AFF Cup. Huấn luyện viên Park từng nhiều lần đã đưa ra phát biểu trên truyền thông rằng mục tiêu của đội tuyển Việt Nam là giành chức vô địch trong giải đấu lần này. Hướng tới AFF Cup, chúng ta sẽ tham dự giải Tam Hùng do VFF tổ chức. Tiền vệ Quang Hải sẽ về nước sau ngày 17 tháng 9 để hội quân. Ý định ban đầu của huấn luyện viên Park là Quang Hải có thể không cần về nước cũng được, nhưng cầu thủ mang áo số 19 cho biết anh sẽ trở lại Việt Nam sau khoảng thời gian FIFA Day trong khi trao đổi với VFF. Đồng thời, Quang Hải chưa chắc về khả năng dự AFF Cup vì còn phụ thuộc vào ban huấn luyện của PFC. Nguyên nhân được đưa ra, AFF Cup là giải đấu không thuộc hệ thống FIFA Day, vì thế PFC có quyền không nhả quân cho đội tuyển quốc gia. Theo dự kiến, đội tuyển Việt Nam sẽ hội quân vào ngày 17 tháng 9. Thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo tranh tài ở giải Tam Hùng cùng với đội tuyển Ấn Độ và đội tuyển Singapore. Ba đội thi đấu vòng tròn một lượt để tính xếp hạng và chọn ra đội vô địch giải đấu. Đội tuyển Việt Nam lần lượt gặp Singapore ngày 21 tháng 9, Ấn Độ 27 tháng 9 trên sân Thống Nhất.
Danh sách tập trung đội tuyển quốc gia sẽ được công bố vào một thời điểm thích hợp. Singapore cũng chính là một trong bốn đối thủ của các chiến binh sao vàng ở vòng bảng. VFF hy vọng tay sải giao hữu sẽ giúp cho đội tuyển Việt Nam có thêm sự khởi động tốt nhất trong hành trình hướng tới AFF Cup 2022. Trong đợt tập trung tới đây của đội tuyển Việt Nam, rất nhiều lo ngại cho thầy Park khi mà có nhiều trụ cột không có được phong độ cao. Nhiều tuyển thủ đã sa sút phong độ trong thời gian gần đây khiến cho ban huấn luyện của đội tuyển Việt Nam phải đau đầu. Dự kiến giải giao hữu sẽ diễn ra từ ngày 21 tháng 9 và xa hơn là AFF Cup 2022. Và các loạt trận tứ kết Cúp Quốc gia 2022 có sự tham dự của 6 đội bóng đang thi đấu ở V-League. Trong đó có câu lạc bộ Hà Nội, Hoàng Anh Gia Lai, Viettel, Topland Bình Định là những đội bóng sở hữu nhiều tuyển thủ quốc gia nhất. Có mặt trên sân của Pleiku và hàng đẫy để theo dõi những màn trình diễn của các học trò tại vòng tứ kết Cúp Quốc gia 2022. Nhưng huấn luyện viên Park lộ rõ một vẻ mặt đăm chiêu sau mỗi trận đấu. Trước đó, ông Park và đội ngũ trợ lý cũng đã tham dự nhiều trận ở V-League 2022 để đánh giá và tuyển quân. Nhìn chung, dàn tiền vệ của đội tuyển quốc gia thì dần đang đánh mất phong độ đỉnh cao. Hoàng Đức, Xuân Trường, Tuấn Anh, Hùng Dũng, Minh Vương từng là mẫu tiền vệ có nhãn quan, kiên thiết, nhạy bén, khả năng dứt điểm từ xa chuẩn xác và có thể nói là có những tác chiến độc lập, giúp xoay chuyển thế trận. Vì nhiều lý do như chấn thương hoặc thi đấu mật độ dày, nhóm tuyển thủ này ngày càng sa sút về thể lực và mất cảm giác bóng. Hoàng Đức mới đây chỉ được ghi 2 bàn thắng trong 14 lần ra sân. Các chuyên gia cho rằng lối chơi của Hoàng Đức dễ bị đối thủ bắt bài, hóa giải vì có ít sự biến hóa như là Quang Hải. Bộ ba Xuân Trường, Tuấn Anh, Minh Vương cũng không có nhiều đóng góp ở Hoàng Anh Gia Lai khi mà ba tuyển thủ này ghi tổng cộng 1 bàn thắng sau 15 vòng. Tiền vệ Hà Nội FC Đỗ Hùng Dũng thì cũng chỉ vừa mới quay trở lại sau một thời gian dài điều trị chấn thương. Các tuyển thủ đảm nhiệm vị trí hậu vệ ở đội tuyển quốc gia cũng bộc lộ rõ những điểm yếu. Trung vệ Bùi Tiến Dũng chưa lấy lại được thể trạng, Đỗ Duy Mạnh mất tinh thần thép và nhiều lần mắc lỗi. Ở Hoàng Anh Gia Lai, Văn Thanh và Hồng Duy đang trở thành một sức y của đội. Ở vị trí hành lang cánh do hai tuyển thủ quốc gia này đảm nhận cũng là nguyên nhân khiến cho lối chơi ban bật của Hoàng Anh Gia Lai thì cũng dần phôi pha. Có thể nói đã đến lúc đội tuyển Việt Nam cần thay đổi mạnh mẽ và trẻ hóa lực lượng để có thêm sự khát khao mạnh mẽ. Đã đến lúc phải thanh lọc và giảm bớt nhóm tuyển thủ kỳ cựu để tạo cơ hội cho những tài năng trẻ. Tại AFF Cup 2022, đội tuyển Việt Nam sẽ nằm ở bảng B cùng với các đối thủ Malaysia, Singapore, Myanmar, Lào. Trong khi đó, bảng A gồm Thái Lan, Indo, Philippines, Campuchia và đội thắng trong cặp play-off giữa Timor-Leste và Brunei.